Vâng, Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Cả nhà ơi, sáng nay có hai cái nụ ngày hôm qua nó nở nha cả nhà. À, và đây là cái ngày hôm qua nè. Và đây là cúc tư long nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cái độ phùng của nó không? Rất là đẹp luôn. Thì cái giống tư long này đóng vào mai phôi á, đóng vào cái gốc mai to ở nhà mình là cực kỳ là khỏe nha cả nhà. Và cái lá đó cực kỳ to luôn, khách hàng phản hồi cho Huỳnh biết á. Và rồi thì cơ sở Như Huỳnh còn rất là nhiều loại nữa nha cả nhà. À, và bên nếu như cả nhà mình muốn có những cái mai phôi á, chúng ta muốn trồng cúc tư long mà ghép gốc nhớt hoặc là đóng vào mai phôi, thì những cái cây này nè, ví dụ như gốc nhớt của Quỳnh nè, chúng ta về chúng ta nuôi ha, thì nó sẽ thành một cái cây tư long luôn nha cả nhà. Còn nếu như mà chúng ta lấy những cái phôi này, những cái cây, những cái bo ghép này chúng ta đóng vào mai phôi thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Cái lá nó to dài hơn cái bàn tay của Quỳnh luôn á, nói chung là rất là bự cả nhà. Thì đây là cúc tư long nha, 100.000 một cây nha cả nhà. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình, 10 cây thì em sẽ tặng một ha. Và rồi em sẽ tiến qua đây cho cả nhà mình đồng giá một số loại là 80.000 nha cả nhà. Ví dụ như là cúc đợt xanh nè, cúc đợt xanh là chỉ có 80.000 một cây nè cả nhà. Đó, 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Cúc đợt xanh. Rồi bên đây có cúc đợt đỏ nữa nha cả nhà. Đây cúc đợt đỏ nè, cái đợt nó rất là đỏ. Tất cả đều là ghép gốc quấn rễ hết nha cả nhà. Đó, đợt đỏ ha, 80.000. Rồi Tân Châu luôn cả nhà. Tân Châu bây giờ nó cao hường hụt luôn. Tân Châu 24-36 cánh nè, tất cả đều lấy bo được, 80.000 luôn cả nhà ha. Rồi bên đây mình có cúc bi luôn. Cúc bi luôn nha cả nhà. Nếu như cả nhà thích cúc bi trái bí á, thì 125.000 một cây, một cặp là 250, mình sẽ bao phí vận chuyển. Và rồi nếu như cả nhà mình thích cúc 150 cánh thì đây 80.000 một cây luôn nha cả nhà. Đó, còn nếu như mà chúng ta vừa chơi lá chơi rễ và cái hoa nó cực đẹp và nó có mang tên là hoa hồng thanh tú thì chúng ta chọn cái giống này nha. Hoa hồng thanh tú nè, rễ đẹp nè cả nhà. Đó, cái gốc này nó rất là khỏe ha. Và bây giờ Quỳnh thấy là cành nhánh của nó nè, nói chung là về chúng ta lấy được một ít bo, nhưng mà nuôi thêm đi, nên nuôi thêm cho nó cao cao một tí rồi lấy bo cả nhà. Đó, cái này thì 350 một cặp thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha, 10 cây thì em sẽ tặng một luôn. Nó đang rất là mướt và cái đọt nó đỏ ghê luôn cả nhà. Đó, thì cái này là Quỳnh tuyển những cái cây cứng cáp ra giao lưu với cả nhà trước. Đó, Quỳnh cho cả nhà mình về mình nuôi ha. Còn nếu như mà lấy số lượng nhiều thì em mời em tặng một nha cả nhà. Rồi bên đây là có cúc 7 tầng nha, 7 tầng hay là còn gọi là cúc tiếng ong. Thì loại này là chỉ có 125.000 một cây thôi, 250 một cặp thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Cái này về lấy bo liền được luôn nha cả nhà. Rồi bên đây Huỳnh có vạn thọ cánh xăng luôn. Vạn thọ cánh xăng luôn cả nhà. Đó, cái những cái cây vạn thọ của Huỳnh á là những cái cây nào mà khách đang có sở hữu tại nhà chăm được giống như vậy hoặc là tốt hơn không cả nhà. Và đặc biệt nếu như cả nhà mình chỉ cần tưới dưỡng rễ và không cần chua, cần phải thay chậu cho nó đâu. Và đặc biệt đừng có thay chậu to quá nha cả nhà, nó sẽ bị lèn phân nha, nó sẽ bị ôi rễ. 300.000 một cặp nha cả nhà, và em sẽ bao phí vận chuyển nha. Rồi nếu như cả nhà mình thích cái cúc cam á, mà cúc cam trái bí á cả nhà, thì Quỳnh đó có một cái lô cúc cam nè, ghép sẵn gốc trái bí luôn ha. Nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Thì cây này là 100.000 một cây nha cả nhà. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Bây giờ nó rất là tốt luôn á, nó đang rất là tốt, lên 2-3 cây đọt luôn nè cả nhà. Cao tầm 30cm hết rồi, 30cm trở lên hết rồi. Đây cả nhà xem nè. Đây như à, cây trái bí nè ha. Đó, nó rất là cao luôn nha cả nhà. Rồi, nếu như cả nhà thích lấy loại 80 thì cũng có luôn, 80 về cũng lấy bo được luôn. Cúc cam nha cả nhà, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Rồi bên đây là cúc không nhị của Hoàng Quyết Long. Thì loại này về cũng lấy bo được luôn rồi cả nhà. Đó, cao hường hụt luôn rồi nè, khoảng cỡ 30mấy cm trở lên hết rồi. Và 80.000 một cây luôn, 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha, 10 cây thì em sẽ tặng một luôn nha cả nhà. Tất cả là Quỳnh Thăng thấy là nó rất là tốt luôn, lấy bo liền được luôn và giá rất là hữu nghị luôn cả nhà ha. Rồi bên đây Quỳnh có cúc 2 tầng của bông đợi bông luôn. Thì loại này thì chỉ có 80.000 một cây luôn cả nhà, 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Cành nhánh nó sum xê, nó cứng cáp nha cả nhà, chứ không phải là mới ghép. Rồi bên đây Quỳnh có một cái lô cúc VIP luôn, thì cực kỳ VIP luôn cả nhà. Đó, đóng vào mai phôi là hết ý luôn á, tại vì bo nó rất là mập cả nhà. 80.000 một cây, 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình.
Còn một loại nữa, bông nở phùng rất là đẹp, đó là hoàng hậu nha cả nhà. Hoàng hậu thì loại này là 80.000 một cây luôn, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Rồi bên đây, nếu như cả nhà mình thích thọ hương, thọ hương là cả nhà, giá chỉ có 70.000 một cây thôi, giá cực rẻ luôn cả nhà. Nếu cả nhà mua 10 cây thì giá chỉ còn 60.000 một cây thôi, là mua 10 em tặng 1 đó. Rồi bên đây, bên đây cả nhà, bên này là nu xù nè. À, cả nhà thấy nó mập mạp không? Riêng đó em nu xù á cả nhà, cái thân bo của nó rất là mập và nó chỉ cần lên màu da lương thì chúng ta lấy bo được ha. Và đối với cái loại này thì để bù khiếm khuyết cho cây cả nhà, và nó tạo thế nu thế quế cho cây. Thì đây nó xù lên nè cả nhà đó. Cái giống này rất là lạ thì 350 một cặp ha. Còn nếu như cả nhà mình lấy gốc quái gốc đẹp hơn thì là 200.000 một cây, 400.000 một cặp, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Còn nếu như cả nhà mình thích đó là lá cẩm thạch, lá cẩm thạch thì ta chọn là kem bạch kim hoặc là giả bạch kim. Đây kem bạch kim này cả nhà. Thì đối với loại này mình lưu ý với cả nhà rằng á là về chúng ta nuôi thêm chăm thêm mới lấy bao được, chưa lấy bao được ha cả nhà. Và rốc quái không à, cái này là phải nuôi chậm chậm từ từ. À, và vào mùa mưa thì chúng ta phải xịt châm bông, là những loại đang xanh xanh trên lá nè cả nhà, xịt châm bông để cho nó dưỡng lá ha. Rồi 225.000 một cây và một cặp thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Còn bên đây là giả bạch kim, lá cẩm thạch mà hoa sẽ là màu vàng, thì loại này là 150 một cây nha cả nhà. Và ai lấy hai cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. Rồi một loại mới mới luôn cả nhà ơi, hot hot luôn, đó là cúc tây thi. Cúc tây thi cả nhà, gần đây là cúc tây thi rất là được nhiều người ưa thích. Hôm nay thì khách cũng hỏi Huỳnh và hôm nay thì mới có tuyển được một lô cúc tây thi. À, nó già rồi Huỳnh mới dựng đợt lên hết cả nhà. Cái này về chúng ta nuôi thêm mà chúng ta lấy bo, 250 một cặp nha cả nhà. Và ai lấy hai cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Đây là cúc tây thi nha cả nhà. À, mỗi một loại cúc nó còn có điểm riêng. Nhiều quá cả nhà, mình nghe cũng mệt đúng không ạ? Nhưng mà nó rất là nhiều, mấy chục loại cúc nha cả nhà. Đây là cúc tây thi mà hoa rất là đẹp. Rồi, đây cả nhà ơi, bạch mai tân tân nè, bạch mai tân tân. Đây là lá cẩm thạch hoa màu trắng. Thì đủ loại luôn nha, lá cẩm thạch hoa màu trắng là bạch mai tân tân, bạch mai miến điện, bạch mai thái. Còn riêng đối với lá cẩm thạch hoa màu vàng thì là giả bạch kim. Màu kem sẽ là kem bạch kim hay là còn gọi là ngọc cẩm thạch nha cả nhà. Rồi, 80.000 một cây, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Bên đây bạch mai thái nè cả nhà, bạch mai thái. Khi mà chúng ta sưu tầm những cái loại mai lá cẩm thạch thì hãy chấp nhận giúp Huỳnh là cái bo nó nhỏ nha cả nhà, và nuôi thêm. Hoặc là về chúng ta đóng vào mai phôi thì nó nhờ cái gốc mai phôi nó to, nó sẽ nuôi dưỡng cành nhánh nó mập. Và khi mà chúng ta nuôi theo thời gian lâu thì nó vẫn mập, nó vẫn to, vẫn bự nha cả nhà. Bằng chứng là tại sao Huỳnh nói như vậy là tại vì Huỳnh có một cái cây ghép bự đây. Đây khách thông tin, khách thông tin rằng là tại sao cái bo nó nhỏ mà mình nuôi vài năm thì nó lại to. Đây như cây này nè cả nhà, cây này là Huỳnh ghép được khoảng 2 năm hơn. Thì cả nhà thấy là nó rất là mập, nuôi ghép vào cái gốc bứng nè đó, và mình nuôi nó mập, nó rất là mập bo, nó lớn theo cả nhà. Và khi mà chúng ta lấy bo thì chúng ta lấy những cái cánh nhỏ, những cái nhánh nhỏ như thế này ha, thì nó sẽ ra nhánh nữa. Đây là cây bạch mai thái mà cây bự của Huỳnh á, cây còn để là Huỳnh lấy bo luôn á cả nhà. Đó cả nhà thấy không, rõ ràng nè, là cái bo của cái cây, chột cây nó bự bằng ngón út, nhỏ hơn ngón út của Huỳnh luôn đó. Như vậy thì những cái cây giống á cả nhà là nó nhỏ nha, đó nó nhỏ chừng khoảng giống như mấy cây này thôi đó, những cái nhánh này thôi cả nhà. Nhưng mà chúng ta đóng vào cây mai phôi nuôi vài năm lên thì nó sẽ bự nha cả nhà đó. Và rồi, đây Huỳnh có một cái lô giảo tự sắn. Hôm nay nó tốt ơi là tốt luôn, sắn rất là nhiều luôn cả nhà. Cái sắn này thì ghép bởi cái gốc khoảng cỡ cây đũa ăn thôi cả nhà. Nhưng mà độ sắn nè, cái này về chúng ta cũng lấy, có thể lấy ít bo mà còn nuôi thêm được ha. 80.000 một cây nha cả nhà. Và ai lấy 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Và rồi thì nếu như cả nhà mình thích cúc đối với giả cúc xong rồi, giờ tới giảo nha cả nhà. Giảo thì Huỳnh có là giảo Phú Tân nè, giảo Nhung nè, rồi giảo siêu nụ ha, giảo cam, giảo đọt đỏ vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà trong cái Phú Tân này á cả nhà, nó đã liền cốt rồi. Và một điều nữa là đối với Phú Tân cả nhà, nó nở rất là đều, nó nở nụ rất là đều luôn cả nhà, nó không bị nín. Và đối với khí hậu lạnh thì cả nhà mình an tâm, nó đều nở được hết. Đây Phú Tân nha. Và đặc biệt hoa của Phú Tân nó cũng giống như hình parabol, nó rất là đẹp cả nhà. Cánh thì nó rành mạch ha. Và rồi chỉ có 100.000 một cây thôi, 100.000 một cây to đùng, và coi như là rất là khỏe luôn, liền cốt luôn cả nhà. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình.
Rồi bên đây Quỳnh có một cái lô giảo nhung. Giảo nhung này á cả nhà thì mặt hoa của nó rất là đẹp luôn. À, cái loại này thì chỉ có 80.000 một cây cả nhà. Và nếu như cả nhà mình lấy loại bên đây, à, lấy bo liền như thế này thì là 70.000 ha, còn loại này là 80.000 một cây. Em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Và rồi thì bên đây Quỳnh có cái lô giảo hoàng đế cả nhà. Giảo hoàng đế là một cái loại giảo mới. Và giảo này bông bự bông to. Bông bự bông to nha cả nhà. À, chỉ có 100.000 một cây thôi. Bông 8-10cm, bông tới 8cm nha cả nhà. 8cm luôn, cái bông của nó tiết diện bông á. Rồi, này thì ba cây mình sẽ bao phí vận chuyển. Còn nếu như cả nhà mình thích bông mà rất là nhiều bông và rất là nhiều nụ thì chúng ta đừng bỏ lỡ qua giảo siêu nụ. Bởi vì nó rất là xây hoa, xây bông á nha. Xây nụ ha. 125.000 một cây, và ai lấy hai cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Nó to lắm nha cả nhà, nó cao lắm, nó sum xuê lắm chứ nó không phải là mới ghép. Rồi. Vào đây nha cả nhà, 250 em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Còn bên đây nếu như chúng ta muốn sưu tầm giảo đọt đỏ là một cái loại giảo mà mình có thể chơi lá được luôn. Đây, giảo đọt đỏ nè. Đó, và rễ nó cũng đẹp nha cả nhà. Thì giá chỉ có 80.000 một cây thôi, ghép sẵn ra về chúng ta không cần phải ghép cái gì nó hết á. 80.000 một cây và ba cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi bên đây có giảo kem luôn, cũng 80 luôn cả nhà. À, và đây Quỳnh còn một cái cây giảo lai. Qua wow, cây giảo lai nè, lấy bo cực kỳ luôn. Giảo lai này bông bự nha cả nhà. Cây này thì 200.000, Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Và rồi thì em còn một cái lô đại lộc nữa. Đại lộc nè cả nhà, có 70.000 một cây thôi. 4 cây em Quỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Và rồi thì Quỳnh xin kết thúc video ở đây và tạm biệt cả nhà ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Cả nhà hãy bấm kênh đăng ký để lưu giữ kênh của Huỳnh ạ. Em Huỳnh mến chào.